Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn dòng máy làm kem tươi, hai lốc làm lạnh. Đây là dòng máy kem thanh lý còn mới 99%, hiệu BQ336. Những ai có thâm niên làm kem trên 10 năm rất thích con máy này, vì nó bền, đánh kem ngon, xốp kem. Tuy nó là máy Trung Quốc, nhưng chất lượng nó khá ổn. Máy này còn khá mới các bạn ạ. Keo để can bên ngoài còn chưa lột, vỏ máy được làm bằng inox, sử dụng lốc lạnh Embraco của châu Âu, hai motor đánh kem độc lập. Máy có hai lốc làm lạnh độc lập, một con làm lạnh cho ngăn bên tay trái và một con làm lạnh ngăn bên tay phải. Đối với con máy này, bữa nào bán ế, có thể làm một làm kem chỉ một bên được, những con máy một lốc khác không làm được điều này đâu nhé. Theo máy có một số phụ kiện đi kèm, đó là những loại ron cao su, mặt bích hình sao, mấy phụ kiện này rất quan trọng cho máy làm kem nhé. Ví dụ ron chữ H này là phần ngăn kem giữa hai hộp không hòa lẫn với nhau, nó nằm ở trục giữa, ron này mua lẻ là mắc lắm đấy. Còn đây là ron hình tròn, dành cho hạ trục hai bên, nếu không có ron này thì kem nó sẽ bị nhỏ giọt, chảy kem ở vòi. Còn đây là cái trục ngăn kem, nó hạn chế kem nguyên liệu chảy xuống bên dưới, và ngăn kem lạnh bên dưới đẩy lên trên khi làm kem. Công ty điện máy Tân Bình chuyên mua bán, sửa chữa và cho thuê máy làm kem tươi trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số Zalo trên màn hình, truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo các sản phẩm máy làm kem tươi, đăng ký kênh để lại số điện thoại khi cần tư vấn và đừng quên chia sẻ video cho các bạn bè cùng biết nhé. Hình thức kinh doanh quán kem đã không còn xa lạ trong thời gian gần đây, để mang lại kinh doanh hiệu quả kinh tế cao là có cả bí quyết riêng. Việc đầu tiên để kinh doanh tốt, bạn cần phải lựa chọn một máy làm kem thật chất lượng và phù hợp với yêu cầu mà bạn đang dự định kinh doanh. Mỗi hình thức kinh doanh khác nhau sẽ có những chiêu thức thu hút khách hàng khác nhau cũng như yêu cầu về sản phẩm. Nhưng nhìn chung, ai cũng mong muốn tìm được một sản phẩm chất lượng tốt, làm kem nhanh, thơm ngon và phải đảm bảo được độ lạnh tốt. Việc lựa chọn máy làm kem tốt, bạn nên tìm mua những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, có chế độ bảo hành và bảo trì máy tốt. Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cung cấp được đầy đủ thông tin chính xác về sản phẩm. Khách hàng nên tránh xa các sản phẩm của Trung Quốc giá rẻ nhưng chất lượng máy vô cùng chán, sau một thời gian sử dụng máy sẽ hư hỏng lần lượt các bộ phận. Theo những kinh nghiệm thu nhận được của nhiều người kinh doanh máy làm kem, đầu tiên mua máy làm kem bạn nên xác định được các vấn đề như sau. Xác định nhu cầu bản thân muốn kinh doanh loại kem gì, cần mua máy làm kem nào, trên thị trường hiện nay có những loại máy kem nào, chọn máy của hãng nào là tốt nhất. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số Zalo trên màn hình, truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo các sản phẩm máy làm kem tươi, đăng ký kênh để lại số điện thoại khi cần tư vấn và đừng quên chia sẻ video cho các bạn bè cùng biết nhé.